Xưởng làm lưới bẫy chim đêm lại xin chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin tổng hợp tất cả những cái mẫu loa cũng như là mẫu ôm ly mà được anh em thợ đánh chim đêm sử dụng nhiều nhất. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về từng mẫu loa cũng như cái mẫu ôm ly 263 này thì em cũng xin giới thiệu qua cái mùa bán này. Bác nào mà đang cần tư vấn về những cái mẫu loa bẫy chim đêm hoặc là lưới bẫy chim đêm thì các bác có thể là tham khảo nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết để cho anh em cùng nắm bắt được này. Đầu tiên thì giới thiệu cho các bác là về cái dòng âm ly. Đây là cái mẫu âm ly 263 này. Hiện tại cái thời điểm này ngoài miền Bắc thì con tu hú và con rẽ run đang đi thì anh em đang sử dụng dòng âm ly này rất là nhiều. Về dòng âm ly này thì nút to nhỏ thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây nhé. Đó, nút chỉnh bát này, chỉnh chét này. Nó có nút qua bài trở lại, tạm dừng, chạy lặp lại một bài. Và con này thì ưu điểm nữa của nó là nó có cổng chạy USB này và cổng chạy thẻ nhớ nhé. Đấy. Về phía đằng sau đây các bác này. Về phía đằng sau đây thì mỗi một cổng ra hai loa nó là 300W. Thì các bác ví dụ đánh rẽ run thì các bác kéo được 4 loa. Đấy, 4 loa trên cái âm ly này. Bởi vì công suất của nó là 600W trên hai cổng. Và con này thì ưu điểm nữa của nó thì nó chạy được qua điện lưới này. Đấy, điện lưới đây. Và chạy qua điện bình ắc quy 12. Thì khi các bác mua ấy, thì bên cơ sở nó sẽ tặng cho các bác là một cái áo đọc thẻ này. Và một cái củ dây nguồn. Đó thì khi các bác đặt hàng đó. Đấy còn... về những cái mẫu loa thông dụng đánh chim đêm ấy thì giới thiệu cho các bác từ những cái dòng loa đắt tiền nhé. Đây là cái dòng loa Indo. Đối dòng này là toa thì bên cơ sở bán hàng Indo này thì sẽ gồm là 3 loại. Đấy, loại 10W được anh em thợ sử dụng rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là 15W và cái thứ ba nữa là 30W. Về cái hàng 10W này thì các bác đánh thông dụng, đánh kinh tế tất cả các loại chim di cư ban đêm này. Đấy, ví dụ như em sẽ liệt kê ra nhé. Đấy, đầu tiên các bác đánh mắt xéo này, mắt đỏ này. Đấy, đánh vạc này, đánh sâm này, đánh trích này, đánh tu hú này, đánh quốc ta này. Đấy, những cái con nào mà có tiếng tiếng toa ấy, thì tiếng gọi tiếng bát nhiều thì anh em đánh sử dụng cái dòng toa này thì nó ok. Với công suất của nó ấy, thì nó vút đi được rất là xa anh em ạ. Đấy, với cái dòng loa này nếu mà bật hết công suất và vào cái tiếng con chim tu hú ấy, thì nó sẽ vút được tầm khoảng 3-4 cây số. Đấy, nếu bật hết công suất. Đấy, còn ví dụ như cái tiếng mắt đỏ mắt xéo thì anh em đánh thì yên tâm trên dòng loa này rồi. Và dòng loa này ưu điểm của nó thì chịu lắng mưa cực kỳ là tốt, tốt nhất trong tất cả các loại loa toa hoặc loa chét. Bởi vì dòng này nó là dòng hàng chính hãng công ty, đấy, sản xuất công ty và có mã trích vạch cho anh em luôn này. Đấy, còn hàng này thì giá rẻ thôi anh em. Đấy, nó năm nay thì nó vinh so với năm ngoái là 50.000 đồng trên một con nhưng mà cũng khá là ok rồi. Còn tiếp theo thì đây là cái dòng loa 12,5W hàng Trung Quốc này. Hàng này thì nó ra cái phiên bản này thì để thay thế cái dòng loa 15W của Việt Nam. Dòng này thì nó cũng là dòng toa thì nó đánh như những cái tiếng này này các bác này. Đấy, tiếng của con toa 10. Thì nó là cái dòng loa bát thì các bác đánh được như mắt đỏ, mắt xéo, quốc ta. Đấy thì các bác sử dụng cái này. Vỏ ngoài của nó bằng hợp kim nhôm anh em nhé. Đấy, hợp kim nhôm. Đấy, đánh tu hú thì anh em lên chơi cho mình đôi này thì cũng là hết ý rồi. Đấy, mà giá tiền của nó chỉ có mấy trăm nghìn đồng trên một đôi thôi. Đấy, còn ngoài ra ấy, thì bên cơ sở là có bán dòng loa chét kèn. Đấy, dòng loa này là được các bác thợ hiện tại trong thời điểm này đang sử dụng nhiều này. Giá thành của nó rẻ và cái thứ hai là các bác đang đánh con rẽ run. Miền Bắc thì con rẽ run đang di cư về khá là mạnh rồi. Dòng loa chét kèn này thì nó sẽ có hai loại nhé. Một loại là hàng của Việt Nam và một loại là hàng của Trung Quốc. Thì đây chia sẻ cách nhận biết luôn. Hàng của Việt Nam ấy thì cách nhận biết nó dễ thôi các bác. Nó có cái lõn nhọn như thế này này. Đó, lõn nhọn hàng Trung Quốc thì cái lõn này nó bằng tịt xuống. Thì các bác nên chọn cho mình là cái dòng Việt Nam. Đánh cái thứ nhất là cái lá côn nó rất là bền. Và cái thứ hai nữa tiếng âm thanh nó ra chuẩn, nó vút đi đánh xa thì các bác sẽ đánh được nhiều loại. Ví dụ bàn của mình thì mình sẽ gọi chim nó về bàn nhanh hơn. Đấy, còn ví dụ tiếng chép của Trung Quốc thì các bác đánh thì nó vút nó không được xa đâu. Đấy, một bộ của nó thì sẽ gồm một cái côn này và một cái phễu nhé. Thì anh em lưu ý anh em đánh. Đấy, còn không thì... ví dụ đánh chuyên dòng chim nhỏ hoặc con quốc ta thì các bác chơi cái dòng này. Đấy, ví dụ mắt đỏ mắt xéo này quốc ta hoặc te vàng thì các bác chơi cái dòng bát nhôm 5W này. Đấy, hàng này 5W 8 ôm, hàng này thì nó thay thế hàng 10W của Việt Nam luôn các bác. Thì các bác lưu ý là nó ra những cái mẫu loa mà bên cơ sở đã test và cập nhật rồi thì anh em yên tâm. Đấy, còn ngoài ra thì bên cơ sở em là bán tất cả những cái mẫu lưới. Đấy, nhận làm những cái mẫu lưới bẫy chim đêm. Đấy, từ hàng chợ cho tới là hàng đặt cho anh em thợ chuyên nghiệp ấy. Đấy, thì các bác nào mà đang có nhu cầu cần về những phụ kiện bẫy chim đêm thì liên hệ